em đang chạy lên sân bay San Francisco làm passport travel về Việt Nam khó quá anh. Ai biểu mà chọn mẫu tịch Việt Nam thì giờ kết quả đâu mà nhận lại nó như vậy á. Mày thấy biết bao nhiêu cô gái ở bên Việt Nam này qua Mỹ lấy chồng, khi người ta nhập tịch Mỹ người ta để quốc tịch Việt Nam là ta đi qua đi lại giữa hai đất nước thân yêu đời đánh cấp biết nhiêu nó cái sai của tài trần là mày chọn sai đường chơi gì thì chơi bỏ quốc tịch là dở rồi con nó ta nói là quê hương là chùm khế ngọt phải lên sờ mó mỗi ngày mới được mấy em tổ quốc quê hương nó thiêng liêng lắm như em ấy thì nó là không ổn đó như mấy thằng chỗ tre kia nó cũng không ổn luôn mấy chỗ tre kia đó, nó rồi nó nó nó, nó ăn rồi nó đội trung quốc lên không mà mà trong khi đội trung quốc thì nó xài đồ trung quốc đi nó qua trung quốc đỡ đi không khó đâu nó ngồi trong căn nhà trọ tồi tàn của nó tiền tà tiền trọ thì thiếu nghề nghiệp thì bấp bên cả biết là làm gì thậm chí bị lay off hay là bị gì ngồi đó nó là như vậy bây cái xã hội nó khôi hài đó. nói thì chả muốn nói nhưng mà không nói hoài nó nhờ em muốn im khó nữa bây giờ sử dụng cái quyền im lặng khó lắm lắm em vì à, tình yêu dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn ủa gì ghê vậy cưng <laughs> tình yêu dẫn tới cái chết từ từ giờ đau đớn. theo anh tình hình tới 2023 thế nào cũng căng lắm em Việt Nam miễn thực cho nhiều nước hơn và kéo dài hạn visa lên 30 ngày là ok cái đó chỉ là một phần đấy em ơi chứ còn cách làm du lịch nữa chứ đâu phải là chuyện visa không mình so so cao thì cũng so so nhỏ nhỏ thôi em thấy thằng Hàn Quốc không thằng Hàn Quốc nó đâu có visa đóng khó thế mẹ chứ nhưng mà nó du lịch cũng rất là phát triển du lịch rất là phát triển thôi, do là cái cách làm du lịch nữa chứ không phải vấn đề là visa không chỉ cần nhìn cái chỗ lấy hành lý thôi ngổn ngang chất chồng lên nhau là người ta suy nghĩ có ghé nữa không rồi bậy rồi cháy ơi cái này mày sai rồi cháy cái chỗ lấy hành lý ở, ở, sân bay tân sơn nhất của mình nó rất là tuyệt vời nha em rất là tuyệt vời em chưa đi nước ngoài em chưa biết chứ anh đi nhiều sân bay rồi cái gì không dám nói nhưng mà riêng cái chỗ lấy hành lý á, là ở sân bay mình rất là ngon má em biết tại sao ngon không tại vì nó nhỏ nó nhỏ nên mình không cần phải đi nhìn cái bảng điện tử nó chạy á. mình cứ xuống mình đi vòng vòng mình thấy cái vali cái mình bụp luôn nè à. rất là tiện bây giờ hả đi mấy sân bay khác má ơi tôi nói bạn em sợ nữa thôi á đi những cái sân bay khác nó rộng quá trời luôn nó tới bốn năm cái terminal luôn xong rồi máy bay nó thả mình một cái ở một cái terminal này mình đi mình tới cái chỗ mà lấy được hành lý đi mỗi cảng đi mỗi cái cảng luôn không phải giỡn đâu chưa kể sân bay quốc tế nữa đi vô đầu nhập cảnh đi nhập cảnh xong rồi qua được khu nhập cảnh hú hồn hú hồn xong rồi phải đi tìm hành lý tìm hành lý nó rộng má ơi cái 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 chỗ mà quay quay quay, quay hành lý đó cái chỗ mà nó quay 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 hành lý đó mà em nó kêu là gì một một chỗ đó thôi tới ba bốn chục cái quay đó luôn mà nó nhiều chỗ phải một chỗ nữa đi kiếm lòi luôn mà cái bản cái bản đồ điện tử hả nhìn không ngợp luôn á tức là nó nhiều quá nó nhiều quá tức là cái màn hình tivi các bạn hiểu không một lần nó xuất hiện được khoảng chừng hai chục hàng thôi mà nó quá nhiều chuyến bay đi nó xuất hiện rất là nhanh nó đảo rất là nhanh mà nhìn không có kịp luôn á Nên em cứ nói chung á tụi em cứ chê sân bay tân nhất là tất nhiên sân bay tân nhất có những điểm rất là dở nhưng mà điểm nào điểm điểm lấy hành lý rất ngon nó nhỏ quá đâm ra nó ngon nè khỏi cần nhìn bản luôn có năm hàng nè vô nhìn một hai bốn năm rồi xong gục luôn nên nhìn tin nói ra sân bay nhỏ nó có lợi thế mà em đi đỡ lạc sân bay lớn chết luôn cái gì anh mua cái e tag của apple bỏ vô vali để tìm cho dễ anh ủa có đó, đó nữa hả xong rồi nó dẫn mình đi phải không <laughs> xong rồi nó dẫn mình đi hả <laughs> chưa chưa xảy đó không biết anh dẫn anh cứ dẫn đi cái, cái 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 truyền thống thôi tôi đồng ý chỗ lấy hành lý tên sơn nhất không tốt nếu hành lý không bị ăn cắp thôi đừng có xàm quá mơi ông hành lý ông bị ăn cắp thì ông đi ông kiện cáo đi ông ngồi nói chuyện không nói có còn giờ ông mẹ sân bay mỹ điều hành kiểu khỉ khỉ khô vì tôi đi về việt nam trước hành lý nó bỏ tôi 5 ngày tôi mới về hành lý kìa tôi chửi nó được không ở đâu cũng có đó thôi cái tật cứ cả khỉa rất quen khỉa nhà người ta không nhìn lại nhà mình từ xin nhất airport à, là hai trên mười hả mà chấm phủ mày mà chấm điểm bố láo thì tao chấm tao chấm lại người cái s của mày nhiêu đi thêm vài lần nữa sẽ bình thường thôi di ơi ông mẹ tôi đi sân bay như cơm bữa ông đi chắc bằng một phần mười tôi sân bay ở Mỹ này tôi đi cũng nhiều lắm rồi đó tôi khám phá sân bay mà mà cuộc đời của mình đi mấy hãng quốc tế ít khi nào mình đi hãng hai lần lắm mình đi cứ đi là đi hãng lạ 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 lạ, để ngày mình vô cái sân bay ngày mình vô cái sân bay vậy anh cho anh cho tân sơn nhất bao nhiêu điểm ao ấp mười hai trên 10 là tốt lắm rồi hai mười tốt đầu mà chứ tốt mà nhìn đi phải nhìn nhiều mặt chứ trẻ trâu thí dụ như em chấm chừng sáu trên mười là được em chấm chừng sáu trên 10 là anh thấy ok chuẩn mà chấm hai trên mười là mày là trẻ trâu chấm kiểu kỳ sân bay ta nhất nó có những lợi thế của nó nó đi vô trung tâm rất là gần đúng không khi mình bước sân bay không là mình nhìn thấy không khí gì gọi là không khí quê nhà nó ùa về rồi còn cái còn ví dụ như những sân bay khác á nó nằm cô đơn trong một khu rừng lạnh lẽo khung cảnh điều hưu buồn khí mẹ mà trong khi mình là người việt nam nữa mình vô sân bay mình thấy nghe léo nhéo tiếng việt nam thấy gái việt nam xinh xắn là thấy cho điểm được rồi đó nó nhận xét nó phải có tình có lý nha mấy em chứ không phải như mấy thằng trẻ trâu nhận ngu tức là nó nhìn vô sân bay là gì hiện đại hay không hiện đại Thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bự hay là nhỏ rồi nó cho điểm. Nó mới cho kiểu đó ai cho làm thầy giáo. Đó, còn sân bay thứ nhất nó lấp lâu đời rồi. Nó có từ thời mà tổ tiên tài Trần nó còn ở đó. Rồi sau này kế thừa và phát triển mở thêm nhà ga quốc tế nữa. Nó nằm ở trong chừng đó và mật độ phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nó rất là lớn, thấy không? Nó rất là lớn thì từ nó, dân cư nó nằm khu đó nó quá nhiều đi. Đó, rồi đường xá nó hơi chật chội, nó kẹt xe đó, những cái điểm đó là những cái điểm nó chưa được nó rồi sân bay nó nhỏ thì chuyện đó không ai phủ nhận hết nó có hai nhà ga thôi mà nhà ga nó cũng nhỏ thôi chuyện đó cũng chả ai phủ nhận ok thì đó là những điểm trừ của sân bay nhưng mà nó cũng phải có những cái điểm cộng cho sân bay thế thôi à, á đù sân bay xây gần khu dân cư anh lại binh binh sai của anh không phải sai tại vì đầu óc của mày thiển cận vậy tao hỏi mày sân bay của singapore nó có nằm ở trong khu dân cư không ông ở trên thế giới nó có hai cái sân bay một cái nằm trong rừng một cái nằm trong khu dân cư không biết thì im mẹ cái mỏ đi hiểu không mấy em vậy hỏi mẹ sân bay sfo nằm ở đâu nó có nằm trong rừng không? Bởi vì mấy thằng nhỏ đi chưa được nhiều nước hết Bị đặt nhận xét kiểu tin anh Còn giờ muốn sân bay xa khu dân cư Kiểu mốt đi, đi ra sân bay Long Thành Còn giờ tân Sơn nhất nó là như vậy Nó là một chứng nhân lịch sử à, Qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh sân bay vẫn tồn tại sừng sững ở đó Và năm 1975 có những cái chuyến bay vĩ đại thần thánh nó cất đi và hạ đi tờ ở sân bay tân nhất Một chứng nhân lịch sử Mấy thằng trẻ trẻ Sinh sao đẻ muộn không biết khỉ khô gì tên tối ngày chê 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 đó phải chơi đúng còn chê còn chê mà chê sai tao nói mình ngu mà thích đi khỉ á, hiểu chưa? Ủa anh mà sân bay Long Thành nó xa thành phố quá, liệu có đông khách không anh? cái đó cũng là một điểm bất lợi của sân bay Long Thành. cái sân bay Long Thành nó ra đời mà cái hệ thống hạ tầng kết nối không kịp là cái như nó xong rồi đó. thứ nhất là cái hệ thống đường sắt hệ thống đường đường sắt monorail nó chạy từ Thủ Thiêm tới Long Thành cái đó phải xong. cái thứ hai hệ thống đường cao tốc phải xong và cái thứ ba là hệ thống khách sạn nằm vòng cái sân bay đó phải xong. còn nói chung á thì cái sân bay Long Thành ra đời á, thì đối với anh nó bất tiện hơn tại vì anh sống ở thành phố hồ chí minh mà anh giờ anh bay đi mỹ thì anh phải ra long thành anh bay thì cái đó là bất tiện hơn anh ok nhưng mà nói chung mình phải chịu thôi xu hướng phát triển sau nó là vậy thì mình phải sống cho nó phù hợp lúc đó đó anh sẽ đi anh 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 sẽ đi xe lửa đi long thành anh thấy khách sạn ngủ hay gì đó thì anh bay rồi đó tùy lúc đó thì cái chuyến đi mỹ của anh đi và về nó sẽ nó sẽ lâu hơn so với bây giờ mà sân bay long thành quốc tế mà tân sân nhất quốc tế luôn thì anh vẫn chọn tân sân nhất nên giờ thấy nếu mà nói nói thật lòng á mà việc bây giờ mình mà đấu với trung quốc á thì về mặt kinh tế á, là kể như lấy trứng chọi đá tại vì người hoa đông lắm em người hoa tỷ lệ người hoa phải cao gấp 10 đồng mình á. cao gấp 10 đồng mình điêu lịch cũng cao gấp 10 đồng mình luôn ở bên mỹ này cũng cao gấp 10 đồng mình luôn sài gòn ra long thành bao lâu ai biết chưa đi ông ơi có hai quay chạy chắc chừng hai tiếng hai tiếng 1 tiếng rưỡi tiếng, tiếng, tiếng gì đó không rõ nữa sân bay dallas cũng nằm trong thành phố cái tên sân bay đó là Dallas Forward, Dallas Forward mở mã, mã sân bay là DFW, đúng không? Ông nói sân bay Dallas không không có đúng, sân bay đó sân bay của hai thành phố tên của nó là sân bay Dallas Forward. Đi ra phi trường mà 2 giờ thì bất tiện, bất khỉ khô gì, Ủa, ông ở bên Mỹ này có những cảnh ông đi ra phi trường 4 giờ sao ông nói người ta bất tiện đi, cũng cái mỏ ông không rồi. Thiếu cha gì người người đâu phải là thành phố nào của thành phố nào cũng có sân bay lớn. Ủa, ông nói chuyện ở Việt Nam ông, ông chê Việt Nam không mà mà ông chê Mỹ ở bên Mỹ không phải là đi về Việt Nam thành tiếng nào cũng có đâu mấy ông nội không phải phải đâu nha thí dụ như giờ mấy bạn nào ở chọc xa mấy bạn ở chọc xa bạn phải đi sân bay Atlanta đúng không Atlanta bạn đi mà lỡ thằng đó nhà nó ở cái tiểu bang khác nhà tiểu bang nghèo hơn hoặc là cái thành phố nghèo hơn hoặc chỗ nào nghèo hơn thì nó phải chạy cái xe nó 4 tiếng từ chỗ đó qua tới Atlanta nó mới bay được đúng chưa còn không á nó phải mua mới thuê máy bay nhỏ nó chạy từ cái sân bay nhỏ của nó nó bay tới Atlanta nó mới bay được kiểu đó mày trả chết Mẹ Mày bị đặt giải bất tiện bất tiện nóng thằng cha này thiệt chứ ta bởi vì thiệt á thằng cha nội này rất là láo nha các bạn nên mà cái, mấy mấy bạn là nhỏ nhỏ mà không có kiến thức rồi là ông dọn dẻ họ đi đi tới bụi luôn á bên Mỹ đi đi máy bay nó mới chua đây chua giấm nè nói chung bạn ở Việt Nam á thì đi máy bay vẫn sướng ha tại vì thấy máy bay ở Việt Nam giống như xe buýt gì đó đi rẻ lắm không có gì hết á, còn ở, ở bên Mỹ này đi máy bay cực hơn nha, tao nói thiệt, cực hơn nhiều, máy bay y chang Việt Nam luôn, chúng khác được như nào Ở bên Việt Nam nó còn cho được cái bánh, ở bên đây á, nó tử tế nó quăng cho chai nước suối rồi uống hết Mà bay 5 tiếng chứ không phải bay, bay nhanh đâu, bay 5 tiếng, bay 3 tiếng, 4 tiếng gì đó vé máy bay trung bình 400 tới năm tới 600 đô một người một triệu tin nó không thì tùy không cãi lộn với mấy nhà nghèo ham cãi vậy thôi à, câu của tôi là general nơi nào nơi nào ra sân bay 2 giờ là bất tiện bất cứ nước nào bớt chụp mũ à, tôi đã đội nón cãi ông chứ chụp chụp đam đầu thôi chứ mất chụp mũ không ông ông chỉ ra một hình tượng Việt Nam tôi chỉ ra một hình tượng của Mỹ đồng tệ của Việt Nam nữa vậy thôi ông sống cảm thấy phai thì sống. ông sống cảm thấy ok thì ông sống ai cấm còn Việt Nam tôi vẫn sống nguyên ok chết ma nào đúng không vẫn cầm tiền du lịch Mỹ đế ngạo nghệ vẫn trải nghiệm cuộc sống của Mỹ ông có nhưng mà ngược lại ông bắt có cái việt nam có ok đụng tới đất nước tôi vậy đó chơi gì chơi đừng đụng tới hai chữ việt nam đụng tới hai chữ việt nam tôi đang hơi bị gắt trả lời vậy được không mấy bạn nói lại cho bạn nghe em kịp nha mấy thằng mỹ đúng không nó đây nè nó khịa việt nam đúng chơi mình lấy một hiện tượng mỹ mình khịa lại nhưng mà mình hơn nó chỗ nào ở việt nam mình kiếm tiền mình cầm tiền mình qua mỹ mình chơi giống như nó chơi mà sợ nó chơi cộng nổi như mình nữa nó nói là làm gì làm không ai mà đi đi đi, đi phỉ bán quê hương tại vì quê hương là cái chỗ quay về đó quê hương là cái chỗ kết nối mẹ phải bán quê hương vì phải bán quay về là dở rồi thí dụ như bao nhiêu người việt kiều người ta sống lương thiện người ta sống bình thường người ta làm ăn người ta kiếm tiền người ta vẫn đi đi lại lại người ta vẫn vui chơi tại sao cái cuộc sống đó mình không chọn hả mình phải đi chọn cuộc sống đá cá lăng dưa mới được mà mình phải sống mình đâu phải sống trên thiên đường đâu mình đá ai không đá đá ở trung quốc điểm đá đá với quê hương mình nó gọi là ngu thấy thôi chọi qua mỹ chơi ngông cuồng cãi nó có gì đâu nó ngông cuồng nó đúng dùm sai gì cuộc đời nó cũng lần sống ông làm được thì ông thua ông im thế thôi còn ông sống ở đất nước cũng chưa kể mấy cái màn xấu lá của tụi ông nữa sống ở một đất nước cũng lương cũng lẹo cũng né thuế cũng khai bằng xi si láo để sống để tồn tại người đó đi đâu tao cũng ghét hết đó. còn cái nói chung á nó đúng nó sai không bàn làm đúng á thì ok ngon làm sai thì chịu trách nhiệm nhưng mà nó nó có tác dụng là gì nó ngồi đó nó nó nó, nó, nó cà khịa mấy em đòn cà khịa hơi bị đau còn ông nói người ta ngông cuồng ông có ngông không ông ông chưa giàu bằng ai mà ông đã lấu từ cỡ đó rồi mà ông giàu mà cỡ lên, ông lên tầm tỷ phú ai sống nổi với ông vậy thôi đó son đó nên ở ở ông á có vấn đề về nhân cách sống khoan nói về những cái khác lấy tỷ phú ra so với tôi ủa tôi đâu lấy tỷ phú ra so với ông tôi đâu lấy tỷ phú ra so với ông tôi lấy tỷ phú ra tôi so với các ông tôi dùng chữ yu gai mà hiểu không ủa nãy ông nghe không rõ à ông tuổi nào đi so với tỷ phú ông so với tôi ông còn so không nổi nữa so với tỷ phú gì tôi so với các ông hiểu chưa nghe không kịp gì nợ nợ 2,8 ít vốn điều lệ kìa đam thử coi đam khỉ khô gì ủa cái chuyện làm ăn của ta nó thành công nó lợi nó thất bại nó chịu thôi mất gì phải đam không có gì phải đam cả bây giờ ông muốn nợ như ông nợ ông tạo cái răng nem cà khịa ơi, tôi nghe cho tôi sướng ơi hay là có răng nem phục quốc thôi vì cha sơn tây khúc ngày kìa hoàng kiều đang nợ 3 tỷ đô đó anh ha nói chung ông khịa thì tánh ổng vậy thôi ông cây cuốn bất mãn gì đó thì ông cứ kìa à, tôi đang sống ở nước ngoài nhưng một số người việt biển sang mỹ vẫn không khá họ nhìn người việt trong nước giàu lên họ không bạn thôi ghét nó là loser nó là loser giống như ông trương phạm cũng là một 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 biểu hiện của loser chứ ông không loser thì ông không vậy hiểu không tức là cái con người ta có tiền và có tầm á đầu óc người ta khẳng khái người ta muốn người ta muốn đam ai đó thì người ta đam để cho họ họ phục mình luôn họ theo mình luôn họ thấy mình thành công họ thấy mình đúng họ theo mình nên cái biểu tượng của ông trương phạm là một loser còn tất nhiên nguyễn khải đã đang đề cập tới quá nhiều loser gì vậy, tôi đeo hả tôi đeo cần ai phải theo tôi thấy gì hài tôi nói vậy thôi thì tôi nói ông biểu tượng của loser mà tôi đâu nói ông sai gì đúng gì đâu tôi nói ông là một loser còn giờ đeo thì không đeo gì ông ơi đúng không già sắp xuống lỗ rồi nói chuyện cho con cháu nó phục không cần nó phục cho nó nể thôi đừng có chửi thôi được rồi chứ ông nghĩ sao ông già khú ông lú đầu mạng toàn mấy nhỏ nhỏ nó chửi không ví dụ như mình già mình để thằng già giống mình chửi không tức còn mấy nhỏ 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 không ví dụ mà thằng của bắp nó chửi không nói mà cái thằng của chút xíu thành tụ cơ đồ là nó chửi thế mà đau có trong cuộc sống của ông mà quá khứ ông có biến cố gì tôi cũng không biết nhưng mà nó hình thành ra con người ông hiện tại như vậy thôi kệ biết chạy cũng chả có ảnh hưởng gì tới nhau hiểu không cứ sống cho tốt đi về được rồi à, như nguyễn khải nói nó như nguyễn khải nói thì trong nước cũng có đa số họ sẽ bất mãn và bài xích những người giàu có và có địa vị cao hơn mình rồi chính xác lớn à, chú trương phạm chú trương phạm cây ai thì cây ai thì nói thẳng người đó đừng nói chung chung và lôi Việt Nam vô <laughs> Ok gì nữa có có thấy cay gì đâu cháu vẫn cơm ngày ba bữa <laughs> tháng ba cũng phải chửi không chấp nhận loại này tôi tôi coi như như chó sủa thuê gì và chửi thì tôi vẫn có hai nhà hai nhà ma mấy đứa chửi có mấy nhà nó hỏi mấy đứa chửi có mấy nhà kìa mấy đứa chửi thôi tự ý kiến đi nha bây giờ ông lôi hai nhà ma ra ông đam mấy em kìa anh làm trọng tài cho thằng nào có nhà quăng sổ đỏ thì kiểm tra rồi uh, hai cái nhà của hai cái nhà của trương phạm là nhà ma thôi nhà ông nói thôi chưa tôi chưa thấy giấy tờ tôi chưa thấy gì trên cái trội đó mà nếu có chắc chắn nhà trả góp nữa ông lôi ra bụp luôn đi mấy em thằng nào nhà cha mẹ cho lại lấy cho đam chơi đi cái kèo này công bằng nữa mấy em cái kèo này lôi lôi nhà trả góp ra bụp được nè nói tóm lại là cái 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 nhà trả góp thì rất là bình thường nha mấy em không phải lúc nào cũng lên nô lôi ra nhưng mà trong cái hoàn cảnh này mấy em lôi nhà trả góp ra với nhà ma ra mấy em bụp cho anh rồi à, ông Quốc tôi có một nhà 700k bay off đồ ghê hả ông có nhà 700k bay off nữa, hả bữa nào vẫn đi vô chơi coi 700k là giữ rồi đó ông nhà 700k bay off là giữ rồi đó hai nhà nhưng bao nhiêu mét ở bang nào mua năm bao nhiêu à, còn bao nhiêu nói chung là nhà của ổng thì nhà ma mà tao có biết đâu mày hỏi tao trời tao đã dùng chữ nhà ma rồi lên đây nhiều người xạo lờ quá stop nào tài trần đang chửi ai vậy em tự nhiên <laughs> nói lên đây nhiều người xạo lờ của mày đang chửi ai vậy nhà ở Việt Nam mua cái đùng nhà bên Mỹ trả góp cả đời riết không dám ăn chơi gì luôn không đừng nói chung chung nha nói phải nói thẳng hay không tức là cái chuyện nhà trả góp nó không có sai em đặt đổi em muốn đam em đam ông trung phạm thì em đam vô cá nhân của ông thôi chứ ông không có đại diện để cho người Việt Nam bên Mỹ người Việt Nam bên Mỹ nên cũng gặp nhiều người lắm mà đâu nhưng đâu có ông nào khùng như ông đâu cái người ổng rất là ít em hiểu không lưu sơ mà đâu có nhiều đâu hôm nay bên ở bên Mỹ này anh đi anh đi tiệc cũng nhiều người mời đi tiệc lắm em nhà tắt bình thường là vợ chồng ta cũng vui vẻ lắm không gì trơn đó giàu nghèo thì không biết nhưng mà tao rất là hiếu khách dẫn tới nhà hát karaoke đồ vui vui đồ này nọ quá trời với đất đâu có ai như ổng đâu nên ổng không đầy gì cho người việt bên mỹ nên em đừng có đam chung chung như vậy em đam đam đi vô cá nhân của ổng ok vì vải à, liền nhã việt nam mua cái tờ đợp ai nói to mồm vậy thằng bên đây nói chú tài trần nói ai thì nói thẳng người đó đừng nói chung chung nhà cha mẹ tuổi gì so với tôi thôi đi dọn nhà tiếp và nghe nhạc giao hưởng bye bye ủa sao so ê, ê, ông, ông, ấy, tự nhiên nhà cha mẹ làm gì không so tức là cha mẹ người ta đẻ con có trách nhiệm chứ đâu phải như ông tức là ở đây là vấn đề gì cha mẹ đẻ nhỏ ra có trách nhiệm với nó đúng không rồi sau này cũng lo lắng thương yêu cho nó cho nó cái nhà nó sai chỗ nào ông nội ông không được cha mẹ cho nhà ông đi cây cứu cuộc đời à thí dụ như ông ông không có hạnh phúc có được người cha mẹ tốt như thằng đó thì đó là số phận của ông cái điểm này á, ông nên nói để cho người ta đồng cảm chứ đừng có dễ dựng cái đuôi lên đâu nói kiểu đó sao được ta nói là gia đình là tế bào của xã hội gia đình mái ấm là tất cả vật chất nó đi theo mà cái thằng đó nó vừa có gia đình là máy ấm mà nó vừa có được vật chất đi theo nữa nó là kèo trên của ông rồi ví dụ giờ ông giả sử tôi ví dụ nha giả sử bây giờ ông có thể ông tự mua được cái nhà nhưng mà ông có được cười mẹ như nó không không có đúng không vậy thua nó rồi đau không lại mấy nhỏ nữa à, trả góp cũng có cái hay của trả góp chứ thay vì chồng chồng cọc trăm phần trăm số tiền đó dành dụm được ba chục phần trăm tiền cọc dọn nhỏ rồi thông mày nhỏ nít đâm non đâm ngu tức là mày người ta đang chụp mũ về cái nhà trả góp thì bây giờ mình phải chịu thua cái nhà trả góp đừng có cãi cái thằng nó chụp mũ về nhà trả góp là nó mua được cái nhà bay ốp mà nó mua được nhà bay óp thì sao nó mua được nhà bay óp là nó có tiền nó mua nhà bay ốp bây giờ 700 k của nó để từ 700 k tiền mặt nó chỉ một cái nhà bay bay ốp của nó là 700 k trong khi mày có 100k thôi mày thiếu 600k để mày mày phải góp cái nhà đó là 600k mày làm hàng tháng hàng tháng hàng tháng để mày trả bia cho nhà 600k thằng kia 700k Một vô xong phát rồi cần gì góp thì sao này nó cần làm ăn nó refan năm cái nhà đi nó lấy vợ 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 thợ nail xong nó thôi em yêu anh đi anh có nhà bay off rồi vợ refan anh lấy tiền ra cho em mở tiệm nail nhỏ theo cái bợp. còn nhỏ kia nó dạy hỏi ủa anh ơi anh sao anh Dạ, anh cũng có nhà anh đang anh đang mượn 600 tháng anh làm được 5.000 anh trả góp nhà 2.000 rồi thôi mà đi mình tối bắn vô tường đi không dám yêu luôn nên nên Nguyễn Hoàng còn nhỏ em nói chuyện nó hở sự em phải theo dõi cái đề bài là người ta đang nói cái gì thằng kia nó đang chụp mũ vô nhà bay cái nhà trả góp trong khi nó đã bay off đó đó là vấn đề Ở mấy cái nhà bay ốp người ta ngon lắm mấy ông nội binh binh đúng chỗ thí dụ giờ nói vậy thôi vậy nói chung là thôi tôi qua đây tôi cũng hoàn cảnh này nọ cũng này có kia nhiều chi phí tôi tôi chỉ đi làm bình thường thôi kiếm lương ba cọc ba đồng thì thôi tại tôi mua nhà trả góp trong lòng của tôi hết đừng có xin si với dưới đời xong đừng có đi xin si với đời là xong mẹ còn khi mà nhú đầu xin sư si đời đập cái chết mấy em hiểu không còn thí dụ như mà hả bây giờ mấy em cứ đú vô nhà trả góp nhà trả góp đã đời tụi em mất chóp lấy gì trả nó kéo nhà đi cái một luôn nó khóc gồng luôn đâu đi ra đường ngồi trong xe ô tô ngồi trong xe ô tô xui xui ngay mùa bảo tiết rồi nữa hiểu gì hiểu rồi gì ê đụng chạm bắn vô tường tự ái nhé thì trong quá trình đam nó sơ sót chút đỉnh ông làm gì cắn tới nước khác mua rồi so với tôi càng nói càng ngu bây giờ nó có nước mắt gì nó phải tới nước khác nó đâu có dòng quốc đâu cái này mắc cười cái này á nó nó không bị dòng quốc nó có tới nước khác nó mua nhà là nó mua thêm kèo nào nó cũng trên ông rồi ông đam cái gì tự nhiên tự nhiên tới nước khác đi đi mua nhà so với tôi mà trong khi ông giờ gần 60 tuổi rồi ông đi soi với thằng nhỏ ba chục mà cuộc đời của ông như nến sắp chết rồi đó sống được nhiêu năm nữa đi so với nhỏ ba chục thằng nhỏ ba chục nó hơn cả tuổi trẻ rồi là nó hơn ông nhiều rồi quay lại năm ba chục ông được cho nó bây giờ hay không nó cũng soi như vậy nữa đó. nè cha quốc bốn chục này so với ông đi bây giờ ông ông năm mấy tuổi rồi sáu chục ông so với ông quốc bốn chục nè hai ông ở mỹ nè so nhau coi chơi coi mấy tự nhiên đi soi với thằng nhỏ việt nam mới ba chục tuổi như gia đình cha mẹ thương yêu các kiểu đồ con một nữa so gì trời À, vì một nhà đã bay off lâu rồi giá thị trường 500k vừa lấy chìa khóa nhà mới hôm qua 720k lấy nhà cha mẹ ra so đi cu rồi lấy ra so luôn lấy ra so lấy sổ so đỏ ra so ông này nhà ma mà có giấy tờ đâu mà sợ nếu ông nói nhiều nhiều à làm gì có chuyện đó làm gì có cái đạo đó mà giờ nguyên tắc đó, là nhà mà còn bay off là nhà của nhà băng ủi lộn lộn nhà mà còn bay bên thằng tháng là nhà của nhà băng không phải nhà của mình chừng nào nhà của mình thì nó là nhà của mình còn nhà mà nhà mà đang trả góp là nhà của nhà băng không tính là nhà của mình ok còn không phải ông bán hết đi thí dụ như giờ ông trương phạm với đam vậy mới đúng giờ tôi có hai cái nhà bay ốc iPhone tôi biết tôi bán hết hai nhà đi tôi cầm được nhiêu tiền rồi xong cái đó đấy là đam 28 tuổi có một triệu đô có gọi là loser không anh nếu mà nói về số tiền á, thì không có gọi là loser nha. không gọi loser nhưng mà còn vấn đề về nhận thức nữa cái loser dù khi nó còn nằm ở trong nhận thức nữa nha gọi nè kem nguyễn nè đam với ông trương phạm được nè kem nguyễn 28 tuổi có một triệu đô kìa rồi ông trương phạm nè tài sản đâu cứ cho ông chứ bây giờ cứ cho là ông nói đúng nha ông có ông có nhà giá hay trường là 500 k 500 k giờ bán được 400 thôi không được 500 đâu vừa lấy chìa khóa nhà hôm qua 720 k cái đó bỏ quan trọng số tiền ông đề ba vô cái nhà đó bao nhiêu tiền ông đề ba vô nhà đó 200 hay 100 cứ cho là ông đề ba nhà đó 200 là ông có 200 200 cộng dưới nhà 400 bán được là 600 rồi tổng tài sản này có 600 ngàn Cao Nguyễn Cao này mà đấu không không đấu lui ra để chồng khác đấu mà thêm cái ông gần ông 60 tuổi rồi nha mấy em À, nhà ở Việt Nam mất tiền bao nhiêu người trong này mua nổi bớt quanh co Muốn nổi kệ biển có thằng mua nổi chơi ông thôi Ủa, ông đang để gì ông ông đang ông ông đang nói về gì nói về cá nhân đúng không cá nhân thì đụng cá nhân mất tiền để tiền cốc không biết thì bây giờ ông nói là nhà ở Việt Nam bây giờ bèo bèo á thì cũng phải mấy triệu cái nhà đúng chưa mấy triệu cái nhà chắc chắn là phải có mấy triệu một chủ rồi bây giờ lấy lượng nó ra đam không được chưa tôi không có một triệu đô tiền mặt không tôi nói tiền bán nhà tôi nói tiền mặt nhà ở thành phố lớn mới mắc hơn nhà ở quê nhà ở thành phố lớn mới mắc hơn nhà ở quê của mỹ chứ nhà tôi có nhiêu tiền đâu bây giờ nhà ở quê ở Mỹ không có quê nó chung bên Mỹ giờ cứ cái nhà 400 ngàn thôi cái nhà 400 400 ngàn 10 tỷ rồi đó lấy ra bụp thôi chứ giờ muốn sao nữa hôm qua chuyển khoản 345 k rồi đưa trên phơ đây ông 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 muốn nói gì phải đưa trên ra chứ không nói không được nó không sao nói rồi rồi ví dụ như ông nói là ừ, tao đắt phải chứng minh với ai ừ, ông không cần phải chứng minh với ai. tại sao lên mạng khoe ông khoe vậy mà ông chứng minh được ông loser đó. muốn gì muốn nói gì nói phải chứng cứ có chứng cứ mới nói được không có chứng cứ chỉ là chém gió mà chém gió là gì là loser vậy cũng là con công tử thôi có làm gì căng thì kệ bà nó không nói sao giờ nó là con công tử hay không con tử kệ mẹ nó đúng không nhưng mà vấn đề ở đây á, là nó sống không sai rồi được chứ có bây giờ tự nhiên ông cứ 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 chửi người ta ừ mày con công tử mày con tử nhưng mà thằng đó nó tốt mà nó sống được thì nó nó có gì đâu nên đừng có thái độ cây 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 cú và gây gắt như vậy chỉ có quan trọng là người xấu và người tốt thôi nó tốt thì nó làm sao cũng được hết đó, Đoan khe còn nó đã xấu rồi nó nghèo nó cũng đã xấu nữa thiệt À, nhà tôi giá 500k tính 400k kiếm chó nó bán cho thì ông cứ buôn bán cầm 500k về nói chuyện chứ mấy cái nhà cửa này thì thôi tôi nhiều nhà ông mà sao ông nổi với tôi được thì nói chung đam sao đam nó chịu thực tế giờ chừng nào bán được như đó tiền đi rồi đó chứ đâu phải là ông thế nào mà 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 mà, mà cầm cái, cái 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 nhà công ông Mỹ ở trong nhà băng nó có cái chữ estimate là chữ giống như là định giá ước lượng tạm tính vậy đó ông lấy ra ông nói chuyện ông đó tham khảo thôi em mà ở Mỹ em mong không bao giờ cãi với mấy bạn Việt Nam, ngu sao cãi với nó. Ô, má ngu hay gì, còn đi đi về về kiếm nó du lịch đi chơi rồi đi massage, massage sổng đồ. Lỡ nó có em gái nó giới thiệu cho mình nữa có nước điên mới làm trò đó thôi chứ. Biểu tượng của ngu dốt Lu À Việt Nam hầu như nhà nào cũng có đất với có nhà sẵn, khỏi cực. Mua tiền tiền cái gì, tiền mua nhà lấy đi làm ăn bao ngon. Ờ à, đúng. Đỡ được cái nhà chính xác. Nói chung mấy, mấy em nào nhà có đất mà có cha mẹ có có của sẵn thì anh chúc mừng cho mấy em đó nhưng mà mấy em đừng ngủ quên cho chiến thắng đó tụi em phải cầm những cái tiền đó tụi em đi làm ăn hay là gì đó đầu tư hay, hay sau đó cho nó xin ra lời đừng phá gia chi tử nha mấy em tiền đó tự làm start up mới có đó anh ba mẹ em mà cho nữa thì em mua được năm căn nhà của sân tây đấy nói chung là sân tây biểu tượng của lô sơ mà thất bại cuộc đời đâm ra thù hàng tào lao thôi chứ ổng đâu biết trời cao đất rộng là gì đâu ổng tưởng đâu việt nam toàn hôm không hay sao đó. ở mỹ ngon hơn người ta rồi chấp việt nam chi bậy 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 mày so so tùy thằng tùy kèo với chứ mày so cái đó là không là, là so ngu so mà để chọn lựa bên này bên kia là so ngu hiểu không à, theo tôi thấy bạn bè tôi có cha mẹ để đất nhiều quá đa phần tương lai mù mịt tại vì khi tụi nó cũng lo chí thú làm ăn thì tụi nó phèo thôi chứ còn nếu mà những người nào chí thú làm ăn này nọ nó, nó cha mẹ có của là cái bệ phóng ngon lắm chứ bộ